Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kinh Sạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu tua đinh cửa hàng em nữa, bắn chạy dòng tua đinh gian SL2, gian X kép SL2 với cái tông màu đỏ. Và đây cũng là mẫu đánh giá rất là cao về cái dòng xe đạp mà giá rất là tốt bên cửa hàng bên em. Và bây giờ xin mời các tổ tiên chiếc xe. Vâng, xe lần này em về với cái tông màu đỏ. Thì như em đã nói những video trước đây thì những cái dòng gian tua đinh của thương hiệu gian về dòng tua đinh thì model gian X kép SL2 thì đây là một cái những trong những cái mẫu dòng gian rất là bán chạy bên cửa hàng bên em. Và lần này em mới về một chiếc màu đỏ, khung làm từ hợp kim nhôm alloy XSL. Thì như các biết thì thương hiệu gian thì có thường thì những dòng nhôm alloy X thường, và dòng SL là dòng cao cấp và nhôm nhẹ hơn so với những mẫu dòng alloy X. Nhôm nhẹ, dòng nhôm siêu nhẹ của dòng X-Kép SL2 được trang bị với bộ rơm sườn. Tổng thể xe đánh giá là tầm 85-90% xe nguyên bản, tất cả đồ thì nguyên bản theo xe. Cổ phốt ghi đông của chính hãng nguyên bản theo xe của thương hiệu gian. Tay lắm cao su chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Và xe được trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Techo. Bên tay phải em được sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano. Và cụm phanh sau cũng được sử dụng cụm phanh dầu chính hãng của phanh thủy lực của Techo các nhé. Càng chính hãng nguyên bản theo xe. Tem mã vạch chống hàng giả của chính hãng gian cũng trên càng xe vẫn còn nguyên bản theo xe đây. Và xe được sử dụng với vành nhôm hai lớp, vành chính hãng của gian, vành SR2. Vành nhôm hai lớp chính hãng của SR2, vành thương hiệu của gian luôn không nhá. Kích thước lốp Kenda. Lốp chính hãng nguyên bản theo xe 700x28C. Vẫn là kích thước lốp cơ bản của dòng Touring. Và lần này em về một chiếc size S. Đây là model gian SL2. Cọc yên thu nhỏ gọn hơn với cọc yên thông thường khác so với những mẫu trước kia của dòng Touring gian. Và cọc yên dẹp. Yên chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Gạt đĩa chính hãng của Shimano Thule TX chính hãng nguyên bản theo xe. Đằng trước thì có cái và đằng trước đĩa đây thì có cái bộ la tô nguyên bản theo xe, la tô trắng đĩa, trang bị 3 tầng đĩa, củ đề sau củ đề Shimano TX chính hãng nguyên bản theo xe, trang bị với 8 tầng lip đen, lip của Shimano. Đằng sau sử dụng với vành chính hãng của gian, vành SR2 và cũng là lốp kích thước lốp 700x28C, lốp Canada. À, bây giờ em xin đo thông số chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 47, tức là size S, thích hợp các bác là 1m6 đến trên 1m7. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe là trang bị 8 tầng lip đen chính hãng của Shimano. Lên lip này, chuyển động rất là mượt mà, tuân thu các nhé. Xuống lip. Vâng. Bên phải em trang bị 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Đây là một dòng tua đinh rất là cơ bản dành cho mọi lứa tuổi, phù hợp với các mọi lứa tuổi là đi được không nhá. Và lần này em về chiếc màu đỏ, dòng gian X-Kép, cấu hình xe rất là tốt và xe được cái giá thành rất là tốt bên em. Vâng, em vừa đánh giá cho tổng thể xong chiếc gian Touring X-Kép SL2. Và xe giá tốt bên em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn gặp lại trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ.
Vâng, bác thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.